Được biết đến như một cung đường chạy không dễ để chinh phục, với địa hình dốc núi lên xuống liên tục, giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị cho các vận động viên. Ngay cả những runner đã có thành tích cao ở các giải đấu quốc tế cũng tỏ ra rất thận trọng với giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 3 tới. Đây là lần đầu tiên em tham gia giải Điền Kinh Marathon tại Gia Lai. Em cảm thấy khá hồi hộp và cung đường chạy ở đây thì nó không như em nghĩ, tại vì nó khá nhiều dốc hơn những gì em biết sau dự tính của em. Em mục tiêu là thi đấu hết sức mình và cố gắng vượt qua những đối thủ mà em nghĩ là em có thể đánh bại. Hiểu được thử thách đang chờ đợi trước mắt tại giải marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62, các đoàn tham dự giải đều rất tích cực tập luyện, đảm bảo làm quen tốt với các cung đường chạy.